14 cái tên của bóng chuyền nữ Việt Nam tới ASEAN 19 đã được công bố và theo thông tin mới nhất từ PFU Broadcast, câu lạc bộ nơi Thanh Thúy đang thi đấu tại Nhật Bản, đội bóng này sẽ cho phép Thúy về chơi cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN 19. Nếu điều này thành hiện thực, Thanh Thúy có thể góp mặt ở Hàng Châu Trung Quốc. Đây là tin vui cho cả Thúy và cả người hâm mộ nước nhà. Tuy nhiên, việc câu lạc bộ Nhật Bản đồng ý cho việc Thúy thi đấu tại ASEAN chỉ là điều kiện cần. Việc còn lại là việc Thúy có kịp làm visa, có kịp đăng ký với ban tổ chức ASEAN để bổ sung vào thành phần đội tuyển hay không. Còn nếu Thúy không thể góp mặt hoặc vẫn kịp góp mặt, thì lúc này huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải lựa chọn ai trong số 3 chủ công đã đăng ký để chia lửa với Thanh Thúy. Chúng ta sẽ cùng bình luận và tìm hiểu qua video ngày hôm nay. Trong danh sách 14 vận động viên dự ASEAN 19 của bóng chuyền nữ Việt Nam, có 3 cầu thủ có thể chơi vị trí chủ công, đó là Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh và Phạm Nguyên Anh. Đây chắc chắn là 3 cầu thủ sẽ đảm nhiệm vai trò của Thanh Thúy nếu ngôi sao này vắng mặt. Xét về kinh nghiệm, Nguyên Anh có thể là cái tên tạo nên sự tin tưởng nhất. Cầu thủ 25 tuổi đến từ câu lạc bộ Bộ Tư lệnh Thông tin là gương mặt có thâm niên ăn cơm tuyển. Nguyên Anh đã là thành viên của U19 Việt Nam từ năm 2016 và lần đầu lên đội chính vào năm 2018. 5 năm trôi qua, Nguyên Anh là thành viên trụ cột và là đàn chị trong một tập thể đàn sen giữa những cầu thủ trẻ. Điểm mạnh của Nguyên Anh là những bước ra vào đà hợp lý, sự ổn định, tính đảm bảo cao trong lưới chơi cùng một tâm lý thi đấu khá vững. Người thứ hai có thể thay Thanh Thúy là Tú Linh. Cô gái mảnh khảnh được sử dụng thường xuyên ở AFC Challenge Cup và Sea League vừa qua, phần nào cho thấy sự yên tâm. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80, sức bật đà 2m90 và bật chắn 2m84. Thi đấu ở vị trí chủ công với những quả đập bóng đầy uy lực và các pha bắt bước một hiệu quả đã tạo nên một tên tuổi của Trần Tú Linh. Vi Thị Như Quỳnh là em út trong nhóm 3 vận động viên này, thậm chí là em út của cả đội tuyển. Xuyên suốt từ giải AFC Challenge Cup cho tới Sea League rồi giải vô địch châu Á, Vi Thị Như Quỳnh thường xuyên được thay vào sân để dự bị cho Thanh Thúy. Điểm mạnh của cô gái này chính là thể lực dồi dào với lực đập rất mạnh, đặc biệt Như Quỳnh có thể đập sau vạch 3m rất tốt. Mỗi người một vẻ sẽ khiến chúng ta khó chọn ai hơn ai trong 3 vận động viên này. Tuy nhiên, chúng ta thử nhìn vào cách dùng người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong hai giải đấu cấp độ châu Á trong năm 2023 thì cũng phần nào hiểu được ai là người xứng đáng hơn, ai là người được chọn trong cách vận hành của đội tuyển hiện tại. Tạm bỏ qua hai giải đấu là SEA Games và SEA League, nơi các đội tuyển dự giải đều đến từ khu vực Đông Nam Á. Hai giải châu Á còn lại mà nhiều tính chất và điểm tương đồng với ASEAN nhất là AFC Challenge Cup và AFC Championship, giải đấu vừa khép lại trên đất Thái Lan. Đây là hai giải đấu quy tụ các đội bóng khắp châu lục, Tây Á có, Trung Á có, thậm chí là cả Australia. Vì vậy, thầy Kiệt và ban huấn luyện đội tuyển chắc chắn đã có những tính toán rèn nhân sự, rèn lối chơi ở hai giải này để hướng tới ASEAN. Vậy ba chủ công Nguyệt Anh, Tú Linh và Như Quỳnh đã được sử dụng ra sao và thi đấu hiệu quả thế nào ở hai giải đấu trên cũng có thể cho ta thấy ý đồ của ban huấn luyện ở ASEAN sắp tới. Trong 3 cái tên, Vi Thị Như Quỳnh dù là em út nhưng lại được sử dụng nhiều hơn cả. Số trận, số phút mà Như Quỳnh thi đấu là nhiều hơn và qua đó cô cũng có được số điểm cao hơn. Trong cả 2 giải, Quỳnh ghi được lần lượt là 42 và 60 điểm. Tú Linh xếp thứ 2 với thành tích 32 điểm ở AFC Challenge Cup và 16 điểm ở AFC Championship. Còn Nguyệt Anh ít được ra sân ở cả 2 giải và cũng có những thông số ghi điểm kém hơn hai người đồng đội kể trên. Vậy vì sao Như Quỳnh lại là người được chọn mà không phải là Tú Linh hay Nguyệt Anh? Câu trả lời có thể phần nào lý giải bằng cách Như Quỳnh ghi điểm. Cô thường ghi điểm ở những thời khắc quan trọng, điều này phần nào thể hiện ý chí và tính bùng nổ của Như Quỳnh. Bên cạnh đó, cô gái này thường xuyên có những tình huống ăn điểm từ vị trí bật nhảy sau vạch 3m. Miếng tấn công hiện đại này có thể sẽ là vũ khí hiệu quả khi đối đầu với các đội tuyển hàng đầu ở châu lục, những đội tuyển có chiều cao, sải tay tốt hơn chúng ta rất nhiều. Như ở Sea League 2023, tay đập 21 tuổi quê Nghệ An đã bùng nổ ghi 18 điểm trong chiến thắng 3-0 của Việt Nam trước Indonesia trận đấu đầu tiên. Đến trận cuối cùng gặp chủ nhà Thái Lan, dùng hầu hết các ngôi sao của đội 1 vừa đánh ở Volleyball Nations League 2023, trong đó có phụ công Thát Đào cao 1m85, nhưng Như Quỳnh vẫn chơi rất hay, ghi tới 20 điểm. Đặc biệt ở set 3 cô thi đấu bùng nổ, liên tục khiến đối thủ gặp nguy bằng những cú đập uy lực sau vạch 3m. Thống kê cho thấy, chủ công số 16 đã ghi tới 11 trên 22 điểm của tuyển nữ Việt Nam ở riêng set đấu này. Qua một vài phân tích trên, bóng chuyền Việt Nam dự đoán Vi Thị Như Quỳnh sẽ là quân bài chiến lược của bóng chuyền nữ Việt Nam ở ASEAN 19 sắp tới. Cô có thể đóng vai trò dự bị, cũng có thể là người chia lửa hoặc đánh lạc hướng đối phương khi thi đấu cùng Trần Thị Thanh Thúy.
Đó là dự đoán của chúng tôi. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại comment ở phần dưới của video này.